Thưa quý vị khán giả, tại thành phố Hồ Chí Minh có một nơi bán cây cảnh, cây giống rất đặc biệt. Người ta gọi đây là chợ cây giống. Chợ thì đương nhiên là nơi mua bán, nhưng mà cách mua và bán ở đây lại rất khác. Người bán đem cây đến nhưng không lấy về đồng nào. Người mua thì đến mua cây nhưng lại không phải trả tiền. Tất cả ở đây đều là miễn phí. Tại đây thì nhiều người thích trồng trọt, yêu cây xanh đã có cơ hội gặp nhau và chia sẻ cây giống cũng như là lan tỏa một nguồn năng lực vô cực tích cực. Sân thượng của một ngôi nhà 3 tầng trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh lại trở nên nhộn nhịp, đông đúc vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Đây là nơi diễn ra phiên chợ cây giống miễn phí, lan tỏa niềm vui từ những thành viên có chung đam mê với cây cối. Ở đây, mọi người có thể thoải mái đến nhận cây về trồng với phong phú các loại cây, hạt giống. Rất là tươi tốt hơn là mình mua ở chợ, lấy sinh cây ở đây về thì được sống được. Còn ở chợ mua về là không có sống được. Với lại đây là mình có cây ở nhà mình dư thì mình đem tới đây mình trao đổi, nó vui. Nhiều người yêu cây cùng gieo hạt dâm cành thành cây con rồi đem đến phiên chợ đặc biệt này để chia sẻ cho những người khác. Có đến cả 100 giống cây được tập trung tại phiên chợ. Khách đến chợ sẽ ghi vào giấy những loại cây mình muốn sở hữu dựa trên danh sách cây hiện có và chờ đến lượt nhận cây. Đặc biệt, không giới hạn số lượng. Khách đến có thể nhận nhiều loại cây. Thế nhưng, mỗi loại chỉ được lấy một cây, để người nào đến cũng có cây mang về. Mọi người thấy cái sự cho tặng này nè, vui. Rồi cảm thấy rất là biết ơn và cảm ơn mọi người khi mà có những cái phần quà đó. Thì họ sẽ cùng nhau là cũng ở nhà mình cũng tự làm ra một cái phần cây như vậy. Họ mang đến, họ góp vào trong chợ, giống như là chia qua sẻ lại cho người khác. Đấy, thì cái việc cho tặng này nó nhân thêm cái lòng biết ơn và cái sự cái mối quan hệ của mình nó sẽ càng ngày càng rộng hơn. Trong 3 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm giao lưu tụ hội của những người yêu cây cảnh hoa lá. Thông qua việc trao tặng miễn phí những hạt giống, cây giống, chợ cây không đồng đã tạo được không gian xanh, chuyển đi nhiều năng lượng tích cực. Ban đầu, khách đến đây vì cây cảnh. Thế nhưng sau thời gian cùng nhau hoạt động, chia sẻ với nhau kinh nghiệm trồng và chăm sóc cây cảnh, thì dần dà mọi người gần gũi như người nhà, trở thành hội viên thường trực của chợ cây không đồng này. Ở đây nó rất là vui vẻ, kiểu như mọi người chia sẻ với nhau cái cách trồng, rồi khi mà mình chia sẻ những cái cây giống như thế này nè, thì mình thấy vui hơn. Mọi người nhận cây mà cũng thấy vui trong lòng, nên là mình phụ với chị Huệ luôn. Chợ cây giống không đồng này đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều người đam mê trồng cây. Mọi người đến đây hầu hết đều có ý thức, trách nhiệm, cùng nhau xây dựng cộng đồng yêu cây, yêu lối sống xanh và lan tỏa sự sẻ chia. An Giang là vùng đất sản sinh ra nhiều những khu chợ độc đáo như là chợ cỏ, chợ côn trùng, chợ cá âm phủ. Đặc biệt là không thể bỏ sót chợ chuột Phù Giật ở An Giang, nơi được mệnh danh là chợ chuột đồng lớn nhất miền Tây. Vâng, khi nhắc đến chợ chuột Phù Giật thì đây là khu chợ nằm ở ven bờ kênh Phù Giật thuộc ấp Bình Chánh, xã Bình Long, huyện Châu Phú của tỉnh An Giang, cách trung tâm hành chính của tỉnh này hơn 30 km. Đang vào mùa lũ, chuột đồng được bắt đưa về chợ rất nhiều. Mỗi ngày thì các tiểu thương ở chợ chuột Phù Giật làm thịt từ 4 đến 5 tấn chuột sống để cung cấp cho các quán ăn, nhà hàng trong và ngoài tỉnh. Chợ chuột Phù Giật nằm bên sông, những chiếc lồng sắt đựng đầy chuột sống. Chẳng ai biết chính xác nghề làm chuột có từ bao giờ. Giai đoạn năm 1995 đến 2000 là thời điểm hưng thịnh. Khi đó, khắp xóm nhà nhà, người người đều làm chuột kiếm thu nhập. Khác với những phiên chợ khác có nam, có nữ, nhân công làm việc tại chợ chuột Phù Giật đa số là nữ giới. Các công đoạn như đập chuột, lột da, mổ bụng, rút ruột, ướp đá, bảo quản đều do các bà, các chị làm. Tiền công làm thịt chuột tính theo giờ, giá 20.000 đồng một giờ. Cả ngày cần mẫn lao động, mỗi chị kiếm khoảng trên 100.000 đồng. Ông bà mình cũng có mặn rồi. Rồi ông bà mình mới đầu truyền qua cha mẹ mới truyền qua hệ thống cho mình. Nói thôi nó ngồi theo hoài mà ngày chuột hoài gì. Ngày thu hoạch thì cũng được cái 100.000, 70-80. Khi chuột ít thì cũng 40-50 cũng chừng. Chuột ở chợ này có nhiều loại, mỗi loại làm có độ khó dễ khác nhau. Trong đó, sơ chế chuột cơm là đơn giản nhất. Còn khó nhất là chuột cống nhum vì chúng rất hung dữ, bất cần chút là dễ bị chuột cắn chảy máu, rất đau nhức. Ở đây mình sống được cái nghề này không à. Làm riết thì mới đầu thì là gặp nó thì cũng hơi nhút nhát. Làm riết thì nó cũng quen, cũng không có sợ. Anh Trần Thanh Nhu, thương lái ở thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết,
Chuột đồng được thu mua từ khắp các tỉnh miền Tây và một số thương lái mua từ bên kia biên giới Campuchia mang qua bán lại kiếm lời với giá từ 50.000 đến 80.000 đồng một kg tùy kích cỡ và bán ra với giá 100.000 đến 150.000 đồng một kg sau khi được làm sạch và phân phối ở nhiều tỉnh thành. Từ hồi xưa người ta đi đặt về đó, người ta gom về đây cái đầu cũng cho nhiều người ta biết tới ở đây có chuột nhiều, cái đầu người ta cũng đem lại đây ta căng, rồi người ta lấy cũng lại lấy. Người ta không biết, người ta hỏi chuột là chuột nuôi hay gì mà ở đâu ra mình nuôi, chuột bắt không hết hay sao mà nuôi. So với ngày trước, lượng chuột đồng về chợ Phù Dật đã ít hơn do người dân miền Tây đang giảm dần sản xuất lúa, chuyển sang chăn nuôi, nuôi thủy sản và trồng các loại cây khác hiệu quả cao hơn nhiều lần cây lúa. Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của công ty cổ phần hàng không Vietjet vừa công bố, đang dẫn đầu về tốc độ tăng lượng khách vận chuyển nội địa và quốc tế, thúc đẩy phục hồi kinh tế các địa phương và du lịch quốc tế tới Việt Nam. Trong quý 3 năm 2022, Vietjet đã thực hiện hơn 35.000 chuyến bay và vận chuyển 6,4 triệu lượt khách. Vận tải hành khách nội địa đóng góp vào sự phục hồi với tăng trưởng 36% số chuyến bay và 44% tổng hành khách. Vận tải hành khách quốc tế bắt đầu đà phục hồi, đạt khoảng 25% so với trước dịch COVID-19. Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển trong quý đạt 11,5 nghìn tấn. Tính đến thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2022, Vietjet khai thác tổng cộng 84 đường bay, bao gồm 49 đường bay nội địa và 35 đường bay quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng tôi sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác. Theo kế hoạch số 92 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển các địa điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp gắn với các địa điểm kinh doanh, du lịch làng nghề, du lịch nông thôn trên địa bàn thành phố, thì trong năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ phát triển tối thiểu thêm 30 điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố, tổ chức thành công lễ khai trương quảng bá điểm ô cốp. Và hiện thì thành phố Hà Nội đang tiến hành đánh giá phân hạng chấm điểm cho các sản phẩm. Vâng, và trong ngày hôm qua thì trong phiên đánh giá lần 1 đã có 47 sản phẩm của các chủ thể đến từ 3 quận huyện là Hoàng Mai, Sóc Sơn và Mỹ Đức đã tham dự. Và theo như lịch dự kiến thì các sản phẩm của huyện Chương Mỹ sẽ bắt đầu tiến hành chấm điểm và phân hạng vào ngày 4 tháng 11 sắp tới. Trong phiên chấm lần 1 ngày hôm qua, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có 6 sản phẩm, huyện Sóc Sơn có 21 sản phẩm và huyện Mỹ Đức có 20 sản phẩm. Các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng khá phong phú. Trong đó, chiếm đa số là các sản phẩm nông sản thực phẩm chế biến, các sản phẩm làng nghề. Dù đã có thương hiệu khá lâu trên thị trường, nhưng với việc đưa các sản phẩm truyền thống tham gia dự thi các sản phẩm ô cốp cấp thành phố, đã mang lại nhiều cơ hội cho các sản phẩm giò chả của gia đình anh Hoàng Xuân Toàn phát huy lợi thế cũng như thế mạnh trên thị trường. Đến với cái chương trình ô cốp thì doanh nghiệp rất kỳ vọng là được tham gia vào cái hệ thống, thứ nhất là nhận được cái sự công nhận của cộng đồng, của từ phía các cơ quan nhà nước với cái sản phẩm, thứ nhất là đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm, thứ hai nữa là về mặt quy mô doanh nghiệp thì để doanh nghiệp có cái điều kiện tiếp cận thị trường nhiều hơn. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng ô cốp thành phố, tổ tư vấn giúp việc Hội đồng ô cốp thành phố đã đánh giá từng sản phẩm theo các tiêu chí cụ thể. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu phân tích, đánh giá chất lượng đối với các sản phẩm dự thi thuộc nhóm nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống để xét nghiệm đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch của thành phố, năm nay Hà Nội sẽ tổ chức đánh giá trên 400 sản phẩm ô cốp. Hiện tại đã có hơn 100 sản phẩm đã được đánh giá phân hạng lần 1. Nếu thứ nhất đối với nông sản thì chúng ta sẽ chung trình và cái nhóm chế biến và chế biến sâu để tạo giá trị gia tăng cho cái sản phẩm. Thứ hai nữa là rất hạn chế cái sản phẩm tiêu sống. Thứ hai nữa là chúng tôi tập trung cho những sản phẩm làng nghề, tiêu thụ nguyên nghề và cái sản phẩm để chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp của thành phố đi vào thực chất, vừa qua, thành phố đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, thanh tra, kiểm tra đột xuất các đơn vị sản xuất các sản phẩm ô cốp đã được thành phố chứng nhận. Kiên quyết sẽ thu hồi chứng nhận với các đơn vị, chủ thể sản xuất vi phạm. Dự kiến quá trình thanh tra sẽ kết thúc trước ngày 15 tháng 11 tới đây. Tuy nhiên, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội xác định, việc đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp năm nay sẽ làm chặt ở khâu xét duyệt hồ sơ chứng minh chất lượng sản phẩm. Đồng thời, thành phố Hà Nội cũng sẽ tăng cường hỗ trợ các chủ thể ô cốp, đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá, tiêu thụ, để sản phẩm ô cốp phát triển xứng tầm thương hiệu.